Văn Hồng. Đường chuyền tốt, đánh đầu. Vào! Bàn thắng của Anh Đức. Pha bóng rất bất ngờ. Một tình huống tưởng chừng vô hại nhưng và những trợ lý Chiêm và Mai Duân. Huấn luyện viên Bảo là cái trời thần cho một chút. Rất cẩn thận. Anh Đức hoàn toàn không chuẩn bị. Pha bóng quá hay.